Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Bấy giờ, một người trong nhóm 12 tên là Judas Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắn, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng Matthew hôm nay mô tả bữa tiệc sau cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ. Một không khí u buồn khi Chúa Giêsu tin báo rằng một người trong các ông sẽ nộp ngài. Chúa vô cùng đau đớn khi nói: "Kẻ giơ tay chấm chung một dĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy." Cùng chấm chung một dĩa là hình ảnh của một người rất thân trong nhà, và việc bị bán đứng bởi người thân là một điều vô cùng đau xót. Chúa Giêsu đã nhiều lần tế nhị đánh thức lương tâm Giuđa, nhưng ông vẫn không hồi tâm. Cuối cùng, ông đã ra đi, lao mình vào bóng đêm tội lỗi. Điều gì đã diễn ra nơi tâm hồn Giuđa? Điều gì đã khiến công khó bao năm theo thầy phút chốc của ông bị đổ vỡ tan tành? Lý do ham tiền có vẻ nhẹ vì số tiền không lớn lắm, chỉ đáng giá một tháng lương. Hơn nữa, trong vụ mua bán này, Giuđa không ra giá, cho bao nhiêu thì cho. Như vậy, phải chăng vì Giuđa thất vọng về đấng Messiah sẽ giải phóng dân tộc khỏi quân Roma lại quá hiền lành, đến phút chót rồi mà thầy mình vẫn không tỏ dấu hiệu gì xây dựng quyền bính trần thế? Ông đã chứng kiến các phép lạ thầy làm, nên giờ đây ông quyết định bán đứng thầy mình. Cài thầy mình vào thế phải hành động quyết liệt hơn, phải tự giải thoát mình và quy tụ dân chúng nổi lên làm cách mạng. Giuđa đi theo thầy nhưng không hiểu con đường thầy đi, cùng sống với thầy nhưng không mang những tâm tư của thầy. Giuđa, kẻ thụ huấn, lại không hiểu những lời giáo huấn. Tầm nhìn của Giuđa chỉ gói gọn ở trần thế, trong khi thầy lại hướng đồ đệ về giá trị vĩnh hằng. Rõ ràng, Giuđa đã quyết tâm giao nộp Chúa Giêsu và ông cố thực hiện cho bằng được ý mình. Chứ theo lẽ thường tình, một người có ý định xấu đã bị chính người mình định hại lên tiếng cảnh cáo thì không còn đủ can đảm để làm nữa. Ở đây, Giuđa không như vậy, nên khi nghe Chúa nói trong số các đồ đệ sẽ có một người phản bội, Giuđa trực tiếp hỏi lại: "Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?" Và Chúa cũng đã thẳng thắn trả lời: "Chính anh nói đó." Tưởng rằng khi nghe như thế, Giuđa sẽ từ bỏ ý định xấu xa của mình. Nhưng không ngờ, Giuđa vẫn đường ta cứ đi,
việc ta đã định ta cứ làm bất kể dư luận. Thật khủng khiếp khi phải sống chung với những con người như vậy. Hàng loạt những quyết định sai trái trong cơ quan, ai cũng biết là sai mà không ai chịu ngưng lại. Đừng nói chi đâu xa, ngay trong gia đình chúng ta thôi cũng vậy. Có ai là người công giáo mà không biết phá thai là bị mắc vạ? Tất cả đều biết, nhưng trong thực tế đã có những ông bố bà mẹ ép con mình phá thai để giữ danh dự cho chính họ. Vì quyết tâm bảo vệ danh dự của mình, họ đã ép con mình làm điều ác và đan tâm giết những đứa cháu nội, cháu ngoại của chính mình. Có phải vì ta đã quyết rồi nên ta phải làm cho bằng được, bất chấp sự khuyên lơn và sự lên án của lương tâm như Judas không? Chúng ta không thể nói nhờ Judas phản bội đã góp phần vào việc cứu độ Chúa Giêsu. Chúng ta tin Thiên Chúa có thể biến sự dữ thành sự lành. Chúng ta cũng đừng tranh luận xem Judas có được cứu độ hay không, nhưng điều cần lưu tâm là chúng ta có xử sự với Chúa như Judas đã làm hay không. Câu hỏi của Judas, có phải con không, cũng có thể là câu hỏi chất vấn lương tâm dành cho mỗi người trong chúng ta. Có phải con là người đang phản bội Thầy không? Có phải con mang danh là Kitô hữu nhưng không đủ can đảm đi con đường của Chúa đã đi? Có phải con đang cùng chia sẻ một bàn tiệc với Chúa trong thánh lễ nhưng con vẫn chia rẽ nhau và đánh mất ân nghĩa với Chúa? Trong những ngày cuối cùng của mùa chay này, xin Chúa ban cho chúng ta ý thức được căn tính và mục đích của cuộc đời. Từ đó biết hiệu chỉnh lương tâm và những lựa chọn sao cho phù hợp với vai trò môn đệ của Đức Giêsu. Ước gì sự phục sinh của Chúa giúp chúng ta dám sống tận tình hơn với Chúa và với mọi người, vì trong Chúa, chúng ta chẳng mất gì, nhưng lại được tất cả.